Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Lan xin chia sẻ đến với tất cả các chị em một siêu phẩm có thể nâng cơ, trẻ hóa, xóa nhăn và dùng cho tất cả các làn da. Ví dụ như chị em ở độ tuổi 18 hoặc là các u từ độ tuổi 50 đến 60 thì cũng có thể dùng siêu phẩm này và giúp cho da của chị em đẹp hơn, căng bóng hơn, trẻ hóa hơn. Và ngoài ra còn một điều tuyệt vời hơn nữa là khóa toàn bộ các loại nám không bị tái phát nha mọi người nha. Có rất nhiều chị em hỏi Lan rằng là chị ơi, cái kem khóa nám nhà mình tại sao lại tên là khóa nám? Thì cái em này nó có xứng đáng với cái tên khóa nám hay không? Thì ngày hôm nay Lan xin chia sẻ đến với tất cả chị em. Chúng ta điều trị nám đã khó rồi, nhưng chị em chúng ta khóa được nám lại không bị tái phát, ngăn ngừa cái quá trình sắc tố melanin được trỗi dậy, thì đây là một cái siêu phẩm có thể giúp đỡ cho tất cả các chị em chúng ta tin tưởng hơn nha mọi người nhé. Trên tay Lan cầm đó là một lọ em kem khóa nám của Luxury. Và em khóa nám này cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam gần 10 năm nay rồi. Em khóa nám này có công dụng là gì? Thì bây giờ chị em chúng ta hãy lắng nghe cái video để làm sao chúng ta sở hữu một em siêu phẩm khóa nám cho làn da của mình, giúp cho làn da của mình tươi trẻ hơn, đầy sức sống hơn nha mọi người nha. Một là em kem khóa nám của Luxury có công dụng là tái tạo toàn bộ những sợi collagen đứt gãy trên bề mặt da của chúng ta. Chúng ta dùng nhiều mỹ phẩm hoặc là do chúng ta để cho da của mình bị khô hoặc là để cho da của mình bị lạm dụng quá nhiều hóa chất, dẫn đến tình trạng bị bào mòn, bị giãn mau mạch, bị mỏng yếu, bị kích ứng. Thì em kem khóa nám này giúp cho phục hồi toàn bộ cái quá trình tái tạo sợi collagen trên bề mặt da của chúng ta. Thứ hai nữa là cung cấp độ ẩm cho chị em, trả lại cho chị em một cái làn da mịn màng hơn. Thứ ba nữa là gì ạ? Giúp cho khóa nám lại toàn bộ những cái sắc tố melanin, những vết nám, tàn nhang, đồi mồi hoặc là nội tiết cơ thể từ bên trong của chúng ta đào thải đẩy ra bên ngoài. Thì đẩy ra đâu ạ? Đẩy ra cái làn da của chúng ta, cái khuôn mặt của chúng ta. Thì cái em khóa nám này có thể ức chế toàn bộ cái sắc tố melanin. Và thứ tư nữa là gì ạ? Em khóa nám này còn giúp cho chị em chúng ta có một cái làn da tươi trẻ hơn, đầy sức sống hơn, định hình lại cái làn da của mình, cái khuôn mặt của mình, tạo cho cái khuôn mặt của mình không bị chảy xệ, không bị nhăn nheo và không bị lão hóa. Và thứ năm nữa là em kem chống nắng này có thể thay thế toàn bộ những cái kỹ thuật mà các bạn đang làm căng bóng, đau rát như tiêm hoặc là lăn, hoặc là chúng ta làm các kỹ thuật căng bóng ở trên thị trường. Thì em khóa nám này không cần phải tiêm hay là phải kỹ thuật đau rát gì, mà chúng ta chỉ cần sử dụng bôi hàng ngày thôi đã trả lại cho chị em một làn da căng bóng, trẻ hóa, xóa nhăn nha mọi người nhé. Còn một điều tuyệt vời nữa là kem khóa nám này cũng là một em siêu phẩm tiết kiệm hơn đến với tất cả chị em chúng ta. Khi chúng ta dùng kem khóa nám thì chắc chắn là chúng ta cũng mường tượng lại rằng là gì ạ? Kem khóa nám này vừa tiết kiệm, vừa giúp da của mình dày da, vừa khỏe da, dùng được cho tất cả các loại làn da bị yếu, bị nát, bị hỏng, hoặc là da của chị em bị kích ứng, bị sưng, bị đỏ. Thì kem khóa nám này cũng trong cái quá trình là thải độc ra cho da của chị em khỏe hơn, đẹp hơn. Đến Lan tin chắc rằng khi chị em có em khóa nám này cho bản thân của mình, trong túi sách của mình, trong gia đình của mình, là chị em đã sở hữu một làn da vô cùng là đẹp, vô cùng là tuyệt vời. Tin chắc rằng chị em sở hữu một cái làn da căng bóng, không còn nếp nhăn, không còn những vết nhăn, dạn hay là cuồng thâm mắt. Xin chúc cho tất cả các chị em chúng ta sở hữu em kem khóa nám cho bản thân mình, cho người nhà mình, cho gia đình mình, để giúp cho bạn có một cái làn da đẹp hơn. Và cam kết rằng nếu như chị em mà sử dụng em khóa nám của Luxury không được hiệu quả, không cung cấp độ ẩm cho da, không giúp cho da trẻ hóa, xóa nhăn, thì Luxury xin hoàn lại tiền gấp 2, gấp 3 lần cho tất cả chị em chúng ta nhé. Chúng ta thấy rằng là em khóa nám vừa có cái giá trị đem lại cái nét đẹp cho chúng ta, cái sắc đẹp tự nhiên cho chị em phụ nữ chúng ta, mà lại còn tiết kiệm hơn, còn tuyệt vời hơn nữa là còn cam kết bảo hành
đến với tất cả chị em khi chúng ta dùng kem khóa nám. Thì còn trần gì hơn nữa mà chúng ta không sở hữu một em kem khóa nám cho bản thân của mình. Lan xin chúc cho tất cả chị em phái đẹp chúng ta có một làn da luôn luôn đầy sức sống, một làn da không còn nếp nhăn, không lo về chảy xệ và luôn luôn tự tin với bản thân của mình. Xin chúc cả nhà mình sở hữu em kem khóa nám này nha.